Có ai thấy không ta? Không ai thấy á. Mình vừa mới đi làm về các bạn ơi, sẵn ghé gì đó đi toilet luôn, mắc quá rồi. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cuộc sống về đêm của mình. Này, hiện tại lần nào đi ngang qua chỗ này nó cũng phải gọi là muốn ói, nó thúi kinh khủng luôn á trời. Ây da. Ồ. Gì vậy? Ai mở cửa vậy trời? Ghê. Nhà có ai đâu, tắt đèn rồi mà. Nói chung là cái chuyện này quá bình thường luôn á. Bà Sáu Báo, lộn, bà Sáu bán cháo. Lần trước thì gặp ông Sáu Báo, lần này gặp bà gọi là bà Sáu bán cháo bạn à. Rồi để lại nói chuyện với bà coi. Thì mình làm công ty mà các bạn, mình đi làm ca. Bây giờ là 10 giờ mới về nhà. Mà bây giờ là 10 giờ mấy rồi, mình chưa được về nữa các bạn ơi. Đói bụng quá, chắc lại kêu bà Sáu cho tô cháo ăn rồi. Đi. Có lồng tiếng luôn các bạn. Dạ, ngoại cho con tô cháo không hành Rồi nha. cho con tô cháo hành nha. Wow, có lồng tiếng nha các bạn, nghe nghe nha, nghe nha. Gì đây? Báo nhân dân. Quỳ, các bạn có thể đọc nha. Không sống được với nhau thì ly dị đi chứ sao rồi lại đi tù trời, không hiểu nổi luôn. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, bọn trẻ bây giờ bồng bột quá. Dạ, may mà nó ra đầu thú ở ngoại, chứ xã hội giờ sao chấp nhận cái thằng vậy. Mấy cái đứa ác nhân thất đức sớm muộn gì cũng nhận lấy hậu quả. Hồi đó ở dưới quê tao, người ta kể nhau về cái chết oan của một cô gái. Chẳng lẽ nào đây là cô gái mà bà Sáu vừa mới nói với mình ta? Bi kịch gia đình. Khuya rồi, về nhà thôi. Ôi. Còn phải thắp nhang cho hai anh chị nữa. Gì vậy? Ôi. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn cuộc sống về đêm của mình từ chỗ làm đến về nhà nha. Thì ra mình mới chỗ làm này các bạn ơi, đây tờ báo này nó ghi gì đây? Một cơ thể một người đàn ông trong tư thế gì đó, các bạn tự đọc nha, được phát hiện. Ghê quá các bạn ơi. Mình có nên lấy không, lấy tờ báo luôn các bạn ơi, để xem coi. Mình đang đây là chỗ làm của mình nè các bạn, thì các bạn thấy chỗ mình nó nhìn nó tàn tạ, nó khổ không? Thì nói chung là vậy đó các bạn ơi. Lá thư: Minh, dạo này em khỏe không? Từ hồi đám cưới chị xong là em đi riết không về đó nha. À, là bà chị viết thư cho cái anh này là Minh, là mình đó các bạn. Rồi, anh chị vẫn khỏe, em về là nhậu một ngày một đêm luôn, dữ chừ. Bụng chị gì, bụng chị nay bự lắm rồi. À vậy là bà chị này là có em bé rồi, à, sắp sinh rồi. Rồi ok, bây giờ lấy tờ báo luôn các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi về nhà nha các bạn. À, bây giờ đây để mở kho, à, y để mở kho hoặc là táp à. Vậy là mình có kho đồ nha, vật phẩm rồi, bây giờ hiểu rồi. Ok. À, đây là cái bạn thấy cái chỗ này quen thuộc không? À, thì đây là một cửa game của Việt Nam nha các bạn, game kinh dị Việt Nam. Có chuồng bò đây các bạn ơi. Ui, cho mấy cái chuồng trâu mới đúng, con này con trâu mà. Quỳ coi chừng, như các bạn đừng chọc trâu nha, nó hút đấy. Xem. Ui. Gì? Các bạn nghe cái tiếng gì không? Hay à. Đêm đi về trời rất là lạnh, nhưng mà mình cũng cố gắng phải đi về nhà thôi. Chứ ở đây thì đáng sợ quá. Ở đây thì nói chung là lạnh lẽo, cây cối tùm, không có người nữa chứ. Bây giờ đi ra ngoài thôi nào. Trước chỗ làm của mình á, nó sẽ có một cái chỗ này các bạn ơi. Đó, để chúng ta gọi là thắp nhang này nọ. Nói chung là tâm linh đó các bạn. Cây của có ai ngồi chởn không? Có người ngồi chởn chắc chạy luôn, tụt quần luôn quá. Sợ nha, nói chung là khung cảnh này sợ nha các bạn. Giờ không biết đi đâu đây nữa. Đang đi kiểu này mà có ai kêu mình cái chắc chạy bỏ chạy luôn chứ sao dám ở lại. Các bạn thấy cảnh này quen thuộc không? Ui. Cửa tự động à? Ui, tuy là vùng quê nghèo nhưng mà có cửa tự động các bạn, xịn xịn. Rồi bây giờ đi tiếp tục nào. Chúng ta sẽ đi tới. Ủa mà nãy đang nói chuyện với bà Sáu bán cháo mà giờ bà mất tiêu rồi. Cửa này
bị khóa rồi, cần chìa khóa đúng không? Vậy chắc có phải phải vô nhà thôi. Mà nhà này của ai? Ui, nhà của ai mình vô luôn trời. What? Đây có võng nè, chiếc võng thần thánh để có thể nằm. Để mình mới thấy mình nằm gì ta, mình có thể nằm không ta? Nằm ngủ một giấc rồi về. 13 tháng 3 năm 1984. À, có lịch luôn các bạn. Dữ. Đúng là game kinh dị Việt Nam luôn các bạn à. Xem coi. Ui ui. Trên có hình nữa nè. Ghê vậy. Xem xét không được. Để xuống dưới nhà coi có gì không. Đây đây đây, mở cửa này ra coi. Đây là ghê vậy. Nói ra gà. Ủa, nhà có người không? Mà sao cái bếp than này nó bếp than này nó cháy ta? Ây da, sợ rồi nha. Đâu rồi? Đừng hù nữa nha bà chị. Ok được rồi nè. Trời ơi. Ảnh thờ. Cái này có phải là cái người trên tờ báo không? Đâu rồi, lấy tờ báo rồi coi. Báo rồi, đây chính xác là cái hình này nè các bạn. Ui. Còn gì nữa không? Rồi thôi đi ngoài. Sợ thật sự các bạn à. Bây giờ mình sẽ đặt cái ảnh này lên đây. Đó. Ui, thắp nhang nữa các bạn ơi. Ui. Chị ơi chị đừng có. Ui trời, có bàn tay nữa hả? Trời, thắp nhang thật real luôn các bạn. Chị ơi chị đừng có hù em chị ơi. Ôi trời, vậy gì vậy? Bị gì vậy? Chị ơi đừng làm nha em gì chị ơi. Làm chị ơi, tha em chị ơi. Em có làm gì đâu, em đi làm về mà. Chị ơi tha em chị ơi. Mình mới bị trúng gió hay gì, trúng mặt vậy. Ôi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ôi kìa bà. Ủa nữa hả? Trúng ơi, chị ơi đừng làm gì em á chị ơi. Em đâu có ý sao. Ôi sao mất cái bức tranh luôn rồi. Anh chồng của chị đâu mất rồi? Mất rồi chứ sao, hỏi nữa. Tranh của chị mất tiêu rồi. Từ từ. Đợi, có lá thư nè. Bài thuốc sinh con trai, trồng cây thuốc mà thầy đã đưa trong vườn nhà gần nơi vợ chồng con ngủ. 13 ngày sau lấy lá thuốc giả lá thuốc thật nhuyễn. Sau đó chứ rồi trời ơi, cái này này gọi là thầy gì đưa các bạn ơi, mình cũng chả biết nữa. Rồi, từ từ đã. Cái này mình 17 tháng 4 năm 1983, vậy là qua mấy, ủa. Vậy là mình ở đây mấy ngày rồi à? Sai sai nha. Giờ sao đây? Ví dụ đây, lá thuốc nè các bạn. À, thiếu bả thuốc đúng không? Thiếu thuốc. À, bây giờ mình phải giả, bỏ vô đây mình giả xong mình rồi bây giờ à, nãy là lá thư là ghi ở đâu ta? Bài thuốc nè. À, chồng gần nơi vợ chồng con ngủ. À, ok. Mình cũng không biết ở đâu nữa, mình cứ đi vòng xem coi như thế nào. À đây, à đây 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 đây, đây đúng không? Đây. Chim các bạn ơi. Đây, lá thuốc nè. Rồi đem vô nhà. Trời ơi nó gần ở đây luôn mà mình đi vòng vòng ở đây nãy giờ. À, có vẻ như là thiếu đúng không? Bây giờ đem vô đây giả thuốc cái đã. Đó. Rồi đây là cái bả thuốc nè các bạn. Rồi sau đó mình đem vô mình đun lên, nấu lên. Cái gì vậy? Sao cái bà này mới xuất hiện hoài vậy? Từ nãy giờ. Ôi trời ơi đổ nè. Ê ai có chìa khóa nè. Chìa khóa xanh biển hả? Rồi ok có chìa khóa rồi các bạn. Xanh biển là bên này. Đây 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 đây. Có gì mắt đỏ đỏ đằng kia các bạn thấy không? Mở cửa luôn, chơi luôn, sợ gì, vẫn chơi mà sợ gì mới chơi. Trời. Cái này là cầu cá mà. Đừng nói con ma ngồi cầu cá nha. Ma cũng biết đau bụng. Con ma ngồi ỉ các bạn ơi. Ủa đâu rồi? Trời ơi, cái này cầu cá nè, cái này đặc sản luôn các bạn. Cái này hồi xưa là mình cũng hay ngồi lắm nè. Mà giờ hiện đại rồi. Rồi, trời ơi con ma ngồi cầu cá ỉ. Cái này mở được không? Ủa cái này có tấm bạc nó che lại nè các bạn. Cái trong đó có gì vậy? Thôi đi tiếp. Sợ quá các bạn ơi. Thật sự với các bạn là đi làm về mà gặp mấy cái tình cảnh này là sợ lắm. Đi làm về đã mệt rồi mà còn khuya nữa chứ. À mình đi nhanh được nè. Đi nhanh tí coi như thế nào. Ui, con vậy? Đã nói là trước khi xem cái này là đeo biển vô rồi nha. Còn bị mà ướt quần hay là gì đó là ráng chịu nha. Mình không có chấp chịu trách nhiệm đâu đó. Mình cảnh báo hết rồi đó nha. Wow. Có ai đi theo không vậy? Các bạn để ý nha, nãy giờ mình gặp hai cái chỗ để thờ rồi hay sao ấy. Đúng không? Hay là chỗ nãy nữa? Ủa sao chỗ này quen vậy? Ủa sao đi? Ủa mình đi một vòng quay chỗ này nữa à? Really?
Riley. Ui, cửa đóng nữa kìa. Ủa, sao mình đi một vòng mình quay lại cái chỗ này nữa trời. Ây da, cái gì? Cái cửa này mình mới mở nè, bây giờ nó niêm phong. Cái này là không phải là niêm phong mà là gì trắng yểm gì đó các bạn. Quay, nhà này dán mấy cái tờ giấy này nhiều thiệt. Mở cửa ra coi. Sợ gì mà không vào? Sợ nhất cái phòng này. Ê, trong cái phòng này hình như quý ra ngoài. Các bạn biết đó là gì không? Cái đó là cái nôi để em bé nằm á mà. Thề với các bạn, sợ quá. Thôi thôi thôi, giờ ai mà sợ ma ấy vậy, hay là còn nhỏ quá, đi ra giùm nha, đừng đừng có coi nha các bạn. Sợ lắm đấy. Ui, cái gì? Có ai bò dưới kìa. Thuốc này các bạn. Đâu lá thư nè. Trời, còn có bùa sinh con trai nữa hả? Bùa này cực kỳ linh nghiệm, thầy của thầy chỉ truyền lại cách làm nó cho một đệ tử duy nhất. Con hãy đốt lá bùa cho vào chén nước và cho vào. Ui, thầy tứ à, tứ lung tung à, chỉ tụi bậy tụi bạ không à. Nhưng mà phải làm theo thôi các bạn, tại vì không làm thì sao có nhiệm vụ được. Rồi, bây giờ làm gì tiếp theo đây? Mình lấy rồi nè. À, quên, mình sẽ đem ra ngoài. Ui, ui, what? Ê, trốn được không? Đâu rồi? Ui, chắc mình bỏ mình không chơi, các bạn thề với bạn. Tuy là game thôi mình sợ y như thiệt. Đây mình sẽ lấy ghim này nè các bạn. Sau đó mình đốt lên. Đốt chỗ nào đây ta? Chắc là đem vô đây nè. Sao mày giết thằng mình vậy? Gì vậy? Ai lấy con bà? What? Bà đi rồi các bạn ơi. Bây giờ chạy ra ngoài trước cái đã. Đừng để bà phát hiện ra mình. Mình còn cửa trước mà. Đi cửa, cái này là cửa sau, còn nãy có cửa trước nữa các bạn. Nhưng để bà đi rồi mình mới dám mở cửa. Kìa, cửa trước mở kìa. Bà có chổng không? Ghê quá các bạn ơi. Bây giờ á, mình không biết là sử dụng cái bùa này với lại cái diêm này như thế nào luôn á. Người ta không có chỉ mình các bạn ơi. Hoài, sợ thiệt. Bả rồi. Ui bả kìa các bạn ơi. Bả kìa, bả kìa, bả kìa. Bả đang bay lơ lửng các bạn. Căn nhà này nói chung là giống như bị ám rồi các bạn. Không thể ở được. Trốn hết rồi. Còn mình vô mình khám phá thôi. Đúng là sợ ma nhưng mà thích khám phá. Ớn thiệt chứ. Đâu rồi? Đi chưa? Bả đi rồi. Ui bả quay lại kìa. Sao bả đi tới đi lui hoài vậy, sao mình vô? Hả? Kìa bả đi kìa, bả đi kìa. Nhanh 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 nhanh. Vô xem coi coi, ở trên đây có sử dụng được gì không? Không được rồi. Đây có chén nè. À, ui, hay quá. Ù. Mình đốt là rồi các bạn ơi. Rồi sao nữa? Không không điều khiển được. Wow, bắt đầu câu chuyện tiếp tục. Thì à. Nhà. Ông đang nói à, nhà mày ngày xưa xây gì đó nên giờ âm minh quấy phá, bắt mày tiệt dòng tiệt giống. Trời ơi, ông thầy này. Rồi, sao nữa? À, ở đâu đó có một cái loại thuốc các bạn. Mày đi lấy đi cho vợ mày uống. Vợ mày mới có thể sinh được con trai. Tại sao phải là sinh được con trai mà không phải là con gái? What? Ảo vậy? Này là khung cảnh ngày xưa. Ui, từ từ, cái ghe nè. Khung cảnh ngày xưa nha các bạn, năm 98 mấy á. Ui, cái này là ghe nước đồ các bạn ơi. Rồi đi tiếp tục nào. Vậy là bây giờ mình phải đi gọi là hả, đi tìm tìm thuốc. Tìm thuốc đúng không các bạn? Trời ơi, xin em bé nào không được. Em bé dễ thương mà, trai gái gì không được. Cần gì phải con trai trời. Ui, có tiếng thở. Trời ơi, lại gặp cái bóng ma nữa. Bóng ma đi toilet hồi nãy. Con ma này các bạn thấy màu mắt màu đỏ đỏ không? Con ma đi toilet hồi nãy nè. Hai con luôn chứ mấy con nữa. Mấy ma này thích đi toilet lắm hay sao ấy. Đúng các bạn. Hello. Ơi sao nó không biết mắt ta. Có gì ở đây nè. Ui. Trời. Mình tưởng này bức tường ai vậy, không phải. Cái mộ. Ây da, đây rất nhiều luôn á. Trời. Ở đây còn chưa xây nữa nè. Đây còn cái gì đây? Ủa. Di chuyển qua lại nè các bạn.
này là gì trời? Hả? Ghép hình à? Ui, ghép hình các bạn ơi. Cái này giống như kiểu, à mình ghép thành cái hình này đúng không? Ủa mà ghép bằng cách nào? Cái hình này nhìn nó khó nhìn thật sự luôn á, sao mà ghép được? Rồi ok. Rồi sao nữa? Từ từ, từ mình chỉnh lại, mình thấy nó cũng cũng được được rồi đó. Từ 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 từ. Đó. Thấy cũng ổn ổn rồi đó các bạn. Cái này giống như kiểu chúng ta phải nhìn làm sao cho nó đúng các bạn à. À đây đây đây, qua đây đúng không? Không đi tới được. Đó. Xanh rồi kìa, xanh rồi kìa. Xanh là được rồi đó. Từ từ đã, cái hình. Hình kiểu gì khó thật sự. Đó 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 đó, chuẩn bị nha. Đi gặp ma mà còn phải chơi ship hình nữa, ác thiệt chứ. Bó tay luôn. Đúng không ta, mình ghép đúng không ạ? Đó. Ok. Còn cái này là sao đây? Này là chắc phải quay vậy nè. Đó. Rồi quay cái này qua được không? Không được, cái này nó nằm hướng nào ta? Này nằm hướng này nè, nhưng mà phải quay lại. Đó, ớ được á. Ủa nó mới được á. Ây da, nó mới được mà. Trời ơi. Cái này giải hơi khao, hơi lâu nha các bạn. Từ từ. Cái này là phải hết sức gọi là bình tĩnh. Rồi xong rồi. Đây đây, làm lại từ 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 từ. Ôi ôi. Khó thế. Đấy. Đến cái này thôi. Cái này là đây đây, quay qua đây nè. Đúng không? Đó, ok. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Được rồi nè. Được rồi nè, đúng không? Rồi sao nữa trời? Như mà nhìn cho đúng hay sao á. Được rồi nè. Mình nhìn ok, mình ráp ok rồi mà sao nó cho mình xong ta? Tôi xong rồi đó nha. Rồi, ok, được chưa? Đấy. À. Rồi, bước như này khung hình mình làm xong rồi, mình xem mình lấy được cái nào không? À, cái này là mình chỉ ghép khung hình thôi. Rồi đi tiếp. Mấy cái này mấy cái mộ bạn ơi, thôi đi ghê quá. Đi tiếp nào, coi có gì không? Cửa đóng rồi kìa. Hả? Sao lại cái bài này nữa? Trời, tôi sợ rồi mà còn hùng nữa. Rally. Cái cầu dừa. Cái cầu, cái hỏi cái này cái cầu khỉ chứ cái cầu dừa gì? Lộn. Cầu khỉ các bạn. Rồi đi tiếp. Sợ quá. Mà mình không hiểu sao á. Biết đây là vùng quê, tối người ta ngủ sớm, nhưng mà không có chuyện mà mình lang thang một mình ở đây vậy được. Ghê các bạn ơi. Cái này đi làm về mình sợ thiệt. Nhưng rồi các bạn cũng sẽ cảm thấy được gọi là một ngày nào đó các bạn sẽ đi làm về một mình, không ai đi chung với các bạn đâu. Ghê không? Nghe sợ không? Hiện tại bây giờ mình đang đây nè, thực tế cho các bạn coi nè, sợ quá trời sợ luôn. Thấy cái quần cũng ướt rồi, chắc không phải là do mình gì đâu mà do chảy mồ hôi các bạn. Ghê vậy? Sao chỗ nào cũng có mấy con này xuất hiện trời? Ảo vậy? Đang ở đâu ta? Leo lên núi à? Mình đang trên núi các bạn. Trên núi mà cũng có đèn à ta. Vậy, được rồi nè, ok nè. Ngon, bây giờ đi tiếp nào. Ui. Từ. Cái cửa này nó đang bị gọi là trắng ỉm nè các bạn. Có vẻ như thiếu mảnh bát giác. Bây giờ phải đi tìm cái mảnh bát giác các bạn ơi. Cái đó là để trắng ỉm gì đó, mình không rành mấy cái đó đâu. Bạn nào rành thì có thể bình luận nó dạng như là giải thích cho mình hiểu nha. Ui, có ma cây không trời. Ma leo cây, ngồi trên cây chắc chạy quá. Ghê quá các bạn ơi. Đây. Cái gì đây? Giải mã trò chơi nữa à. Sao trời? À đây, hiểu rồi. Đây. Kéo này qua. Mình làm sao để cho cái miếng gỗ này nè nó đi qua luôn các bạn là được. Đúng không? À, qua đây. Đấy, ok. Rồi, đủ gì vậy? Đây, mảnh bát giác đây rồi các bạn ơi. Ghê quá. Ở đây là một cái dạng như đền thờ các bạn ơi. Mình thấy có tượng Phật đồ nè.
vậy như đền thờ á. Đây cũng có nè các bạn ơi. Các bạn nghe tiếng chim kêu không? Tiếng chim kêu hay cái gì đó hú á. Đây. Cái này là sao ta? Này là sao? Không sử dụng được. Chắc chưa cần tới đâu các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua bên kia và gắn cái mảnh bát giác vô cái cửa hồi nãy cái đã. Rồi từ từ rồi tính. Sợ quá. Không biết các bạn nào sợ. Vậy lâu lâu nghe tiếng thở mệt thiệt chứ. Có vẻ như thiếu mảnh bát giác thiếu nữa hả? Ủa mình lấy đủ rồi mà. Hay ai chắc là cái hồi nãy rồi. Chắc là cái hộp hồi nãy rồi. Quay lại đi. Ui. Thời với các bạn lâu lắm mà mới chơi lại mấy cái tựa game kinh dị kiểu như thế này. À hay là mình xoay cái này. À xoay à. Mình xoay làm sao để cho cái này nó che lại à. Đâu mình thử coi. Lên trên nè. Hình là hình nào vậy ta? Ui mình không biết cái hình này hình nào luôn ấy. Rồi từ từ. À đây có hình này, con rùa. Con rùa các bạn, cái này hình bên này nó chỉ vô đây đúng không? Hình bên này chỉ vô đây. Này là hình con gì đây? Con này nghiêm thì không rõ bạn. Rồi để mình xem coi nó như thế nào rồi. Mình quay hai cái nãy vô giống như nhau rồi nè. Bây giờ mình quay nó ngược lên trên. Đúng không? Quay nó ngược lên trên thử coi. Đây. Thêm một con màu đỏ nữa. Là con này. Nó chỉ qua đây nè. Từ từ. Ok chưa? Đó. Hiểu rồi. Quá dễ rồi các bạn. Mở ra. Đây. À thì ra là hồi nãy cái hình la hán. Cái hình cái đó là la hán đúng không? Nằm ở giữa, còn cái này là hình cái bát giác nữa, cái hình là khu cái gì ở ngoài. Rồi được rồi, xong rồi đó, bây giờ mở cửa vô thôi các bạn ơi. Tới đây là thở rồi các bạn ơi, mình không hiểu tới đây là mình thở à. Y như mình sợ á. Ui lên sáng đuốc luôn kìa. Đuốc tự sáng. Rồi, chắc là cái chỗ này là thuốc. Thuốc ở đây rồi. Chắc là thuốc đây rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Rồi, chuẩn bị xem nha. Chỉ cần uống thuốc này, thiên binh sẽ hiển linh hộ pháp. À. Mình sẽ không tắc quái nữa đâu. Rồi ok. Biết rồi biết rồi. Uống đi uống đi uống đi. Uống đi friend. Xem coi như thế nào. Rồi ok. Rặn đi con. Cần được rồi. Rặn đi con. Trời bị gì vậy đó bụng hả? À lộn. Đang sinh em bé. Trời tưởng đau bụng quá. Trời ơi đang sinh em bé các bạn ơi. Đau đớn lắm các bạn à. Thôi. Ơ, nghe tiếng bé. Ơ, em bé ra đời rồi. Nghe tiếng bé khóc rồi. Ừ, chúc mừng, chúc mừng. Là con gái rồi, hết cứu luôn. Con bé đẹp quá. Ý mình là tại vì gia đình này muốn con trai các bạn. Là con gái hả? Thì sao? Ông này ông tức rồi, ông thích, ông có thích sao á. Không thể được. Không thể được. Không thể được. Là sao? Có liên quan gì các bạn ơi, nên là mấy cái chuyện gọi là trai gái đây các bạn. Cửa đóng nữa rồi. Bà kia còn không trời? Chắc bà đi rồi. Mình đã tìm được chìa khóa màu xanh lá rồi, ở đây, mở cửa luôn các bạn, đi luôn. Bye bye, see you know again. Sợ quá rồi. Chắc xong đợt này về chắc mình xin phép, mình xin nghỉ việc ở công ty luôn các bạn ơi. Ghê quá. Gì ghê quá các bạn. Ui. Chúng ta đang gọi là nhập vai nha các bạn, nên là các bạn phải hiểu một điều là tất cả những cái trong đây đều là trong game hết. Còn ngoài đời hay không, có hay không mình không biết. Nhớ nha. Ủa? Mình nghe tiếng em bé khóc. Trời ơi. Đi buổi tối không có người mà nghe tiếng em bé khóc mới sợ đấy các bạn. Một là tiếng người kêu mình, hai là tiếng em bé khóc. Trời ơi, ủa mình quay. Vậy quay lại chỗ này nữa à. What sao ghê vậy ta, sao ghê vậy ta, cửa này khóa luôn rồi, còn một cái cửa này nữa thôi. Đây còn một cái cửa màu đỏ với lại cái ổ khóa màu vàng nữa. Rồi để tiếp tục vô cái nhà nữa à. Thiệt luôn hả? Cái gì đây? Cái hình này ai vẽ lên đây? Ai vẽ bậy lên tường vậy? 38
42. À có thể là mật mã 38 là 42. 7 tháng 1 năm 1984. Trời ơi, sao toàn cà chua không vậy? Lại tiếp tục là cái này. Anh muốn gà. Mở cửa ra cho nó thoáng nha, thoáng cửa coi. Đóng lại vậy. 131. Số 1 là 3. Nhớ nha. Số 3 là 8. Số 4 là 2. Phải vô phòng nữa rồi. Số 2 là 9. Vậy chúng ta tổng hợp lại nào, cùng tổng hợp lại số nào. 3 ta ơi, 3 9 8 2 3 9 8 2. Không biết nhớ nổi không nữa. Mở ra coi. Đây, 3 9 8 2 các bạn. Bây giờ xoay à. Rồi 3 9 8 2, ok. Mở. Có gì ở đây đây? Một cái lược à. Chiếc lược ngà anh dành tặng em. Ây da, thôi đi ra ngoài làm sao được. Rồi quá, các bạn đi nha. Mình bước ra ngoài nè. What? Cái gì đây? Nó đưa mình đi đâu đây? Ôi. Thôi nào, chạy thôi chứ đừng có đi từ từ. Chạy đi. Chạy đi bà con ơi. Rồi sao nữa? Ui. Chạy thôi. Trời ơi. Cái gì vậy? Sợ quá. Tôi đi làm về tôi mệt mà. Ôi, trước nhà có võng nằm này mát nha. Mở cửa ra xem coi bên trong có gì. Hình như mình nữa hả? Trời ơi. Vợ mày nó đang bị vong theo. Nếu mà không làm phép liền. Cái ông thầy tứ này, bà nó ông thầy này ông xạo mà, nghe lời ổng. Vợ chồng con muốn có một đứa con trai để nó giỏi. À, muốn có con trai để nó giỏi đúng không? Thì biết phải làm sao hả thầy? Giờ biết phải làm sao vợ? Thầy giúp con với. Hai vợ chồng mày sống lương thiện. À, hai người này sống lương thiện. Thần linh sẽ phù hộ cho cái con. Vợ vậy. Để thầy ráng làm phép giúp đỡ hai vợ chồng mày. À, ok. Cứ làm cái cách này. Rồi. Nghe lời thầy nha các bạn. Thầy này, thầy tứ nè. Tứ lung tung đúng rồi các bạn à. Đừng có nghe lời nha các bạn. Mấy cái này đều là các bạn đừng tin. Thật sự luôn á. Mình cũng không biết nói như thế nào. Nhưng mà mình không tin đó các bạn. Ghê lắm. Đây. Thuốc gì tùm lum nè. Ui. Cái này á là phải có một cái giống như cái mật mã gì đó rồi mình biết chứ. Ui, cái này là các bạn nè. Thật nhi quỷ là cái gì đây? Cao niên cổ quốc, binh lửa muôn năm. Ghê quá thôi. Cái này là 3-4 là sao ta? Số 3 là cái này hả? Số 4 là cái hình này hả? Đâu mình thử coi. Từ từ. Rồi mình sẽ thử nha. Số 3 là cái hình này, số 4 là hình này đúng không? Đâu? Thử coi. Qua. Wow. 3 là hình có không ta? Này đúng không? Số 3 là hình này đúng không? Đâu đây mình... Ủa rồi. Tại giá đâu rồi? Số 3 là hình này, số 4 là hình hai cái kia. Rồi. Số 4 là hình nè. Này hình này đúng không? Đâu rồi cho em coi. Đâu rồi? Đâu coi lại coi nhìn nó khó. Rồi ok rồi đó. Vậy còn số 1, số 2 thì sao? Tìm tiếp chứ sao giờ? Đây. Số 1 nè các bạn, số 1 là hình hai cái này. Rồi, số 2 là hình cái kia. Ok. Nhớ. Số 1 là hình... Ủa, được rồi nè. Ồ, được luôn. Chìa khóa hả? Lấy luôn. Mở cửa này mở được không? Đi ra ngoài thôi. Từ từ đã. Mấy cái thùng này mở được không nè? Không được rồi. Đây, có chìa khóa trên này thì sao á? Lên trên coi chỗ này khóa nè. Rồi, mở được rồi nè các bạn. Hay da, mở ra rồi. Mà phòng này của ai mà mình vô ta? Hồi quang thiết ảnh, huyết ảnh. Đó thì lục địa. Nói chung là cái này các bạn có thể đọc nha. Mình không có đọc mấy cái này các bạn. Ui. Một cái bàn thờ gì đó các bạn ơi. Ây da. Cái gì đây?
Ôi, cái gì đây? Làm gì vậy? Con dao này đúng là nó rồi. Ủa, sao tiếng con gái? Sao nãy con trai mà? Ủa, quay là bà Sáu này, bà Sáu bán cháo. Trời, nãy giờ bán có tô cháo mà bà kể chuyện lâu quá lâu luôn bà. Quá ngoại ha. Ông chữa bệnh cho bà con trong xóm, làm phép cũng linh nghiệm lắm, ai cũng nghe theo rầm rắp hết á. À, là ông kiếm chữa bệnh cho mấy người trong xóm nên là người ta tin các bạn. Ngoại? Chứ mình nghĩ sao mà tin được. Tối hôm đó là sao đây? Chuyện này là được kể lại các bạn ơi, được kể lại. Đây rồi. Kết hợp à, một cái lượt. Đây, trắng yêu trừ tà, nơi có nhiều tà khí ma quỷ hành hành, cầu xin. Nói chung là cái này là 5 cái nè các bạn. Đó, cái này mình cũng không rành là cái gì hết. Nhưng mà chắc có lẽ mình sẽ đi tiếp để mình đi tìm đồ à. À đây, mới thấy được cái màu xanh nè. Đó. Ui. Quá. Thiệt tình luôn á, ai lấy con bả mà bả kêu mình trả giết các bạn. Mình hiểu rồi. Ở đây nó sẽ có đây nơi có nhiều tà khí nè. Bây giờ lấy màu đỏ trước thì sao á? Màu đỏ bên nào đây? Trốn hả? Ồ. Vậy là cái này mình trốn vô trong đây để mình trốn bà kia. Rồi mình qua đây mình lấy thử cái này coi. Cái này màu đỏ nè. Nhưng mà nếu mà mình gặp bà đó là mình trốn nha các bạn. Rồi. Được chưa? Ghê quá. Rồi. Nếu mà theo dòng này á thì là màu đỏ trước xong đến màu vàng. À, mình sẽ theo thứ tự. Màu đỏ xong tới màu vàng. Màu vàng ở đâu trời? Nhưng mà chắc mình sẽ tìm được, mình sẽ canh mình trốn nha các bạn. Trốn vô cái lu, cái này cái lu ngày xưa á. Màu vàng ở đâu ta? Ui, mình nghe tiếng. Màu vàng ở đâu ta? Màu vàng ở đây. Màu vàng ở đây đúng không? Đây rồi. Rồi, ok. Rồi, phù hộ cho con. Ok, rồi tiếp theo sẽ là màu bạc. Màu bạc là cái nào trời? Đi tiếp đi. Mình hết chạy nổi luôn rồi. Lúc chạy được lúc không. Màu xanh đây, màu bạc bên này. Cái lu để làm để mình trốn mà nãy giờ mình chưa thấy trốn gì mà. Đây. Ui. Tuân lệnh thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Rồi, được rồi con ơi. Đi tiếp đi con. Màu bạc xong đó màu xanh dương, xong đó màu xanh lá. Xanh dương nó xanh lá nha. Xanh dương đâu? Xanh dương mình. Hết hồn. Xanh dương. Trời ơi sợ quá. Gặp cái gì rồi? Rồi ok. Phù hộ cho con. Thần tử phù hộ. Rồi được rồi. Đi tiếp. Cuối cùng. Xa lánh xanh lá. Này đi gì đây? Này chắc là chỗ để thoát nè. Rồi. Rồi, hay quá. Đủ rồi đó các bạn ơi. Công nhận game kinh dị Việt Nam mà hay quá các bạn. Cũng một phần mình nghĩ là do là giống khung cảnh này giống là Việt Nam của chúng ta nên là mình sẽ cảm giác sợ hơn những cái game nước ngoài á. Đúng không? Game nước ngoài mình đâu biết chỗ đó chỗ nào đâu, nhưng mà có nghe kiểu này giống y hệt. Sợ chứ. Rồi xong bây giờ sao nữa? Kết hợp à? Ủa? Khắn à, bây giờ khắn các bạn ơi. Còn lại tiên linh thần tướng phù hộ cho con. Rồi ok. Rồi sao nữa? Gì vậy? Ủa sao quay chỉ lại chỗ này rồi? Bắt đầu thấy mệt rồi đó nha. Xem nè. Cổ trùng gì đó là một dược liệu hiếm pha loãng với nước chuyên chữa căn bệnh. Pha loãng với nước à. Ở đây, luyện âm binh thiên tướng. Hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát, áo cơ quần rách, vắt vưởng về đâu, hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhan lạnh, thầy cúng áo quần, thầy cúng cơm canh, thầy cho vàng bạc, hồn hỡi hồn, về nơi thầy không còn vắt vưởng, về với thầy. Rồi. Chết rồi. Ôi. Ông thầy sắp vô rồi, kiếm vô trốn. Trốn đâu vậy? Ông vô rồi, trốn. Ồ,
thì ra là đang gọi là lén vô chỗ của thầy. Ôi, ông đứng kìa. Không biết ông có thấy không ta? Ao, thầy tứ các bạn ơi. Thiên linh linh, địa linh linh. Pháp thời các quảng linh linh. Chiêu dẫn âm binh ngũ quỷ lai. Đạo dự okay. Đáo thử pháp thời khai. Ghê quá ta. Cô phụng thái thượng lão quân. Cấp cấp như lục lệnh. Rồi. Ông đang gọi là dạng như là đọc cái câu gì các bạn ơi. Cục dao này. Thuốc độc à. Sức cũng khiến đứa nhỏ chết ngay tức thì. Ghê vậy. Tự không cần ta phải ra tay. Ê. Trái tim đứa nhỏ đó sẽ là của ta. Ông này ông ác thiệt các bạn ơi. Thật luôn á. Ông cười ghê thiệt chứ. Ông cười ha ha ha. Không được rồi. Mình phải ngăn anh Nam lại. Rồi, phải ngăn anh Nam lại là à, vậy là anh Nam là chồng của cái bà chị này, là cái người nãy mình nhập vai đó. Rồi, vậy là biết hết rõ câu chuyện rồi các bạn. Đây, 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 đây rồi. Phải ngăn ông này lại. Đừng anh ơi, con của anh mà. Trời ơi. Đừng anh ơi, nó dễ thương rồi mà. Ui, đừng. Đừng, 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 mình nói, đừng, 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 đừng. Ui, sao nhau? Không rồi, hết cứu luôn rồi. Xin lỗi. Trời ơi, sao ghê vậy? Còn nữa hả? Rồi, tiếp tục. Bây giờ là nó tiếp tục mình là trắng quỷ ngũ hành à, nhân gian tương truyền thực thi quỷ xuất hiện ở đâu tai họa xuất hiện ở đó do luyện thần chú phép thuật mà thành. À rồi hiểu rồi, bây giờ mình sẽ làm cái này để mình chống lại ma quỷ các bạn. Màu đỏ xong đến màu xám. Rồi màu đỏ xong đến màu xám, đỏ xong đến xám. Ủa mà nó trắng này hết sao mình đi? Ủa sao đi ta? Có sử dụng được cái gì không? À bây giờ xem xét lá bùa nữa à. Ủa mình lấy mấy lá bùa làm gì ta? À bỏ lên đây. Đúng không? Ui có con rồng nè. Ồ tượng rồng được đấy. Đỏ, đỏ đâu từ mình thì màu đỏ ở đâu ra? Đỏ bên đây, để mình xem được không. À mình sẽ lấy mấy cái tượng ở trên cái trụ này. Chắc là dán vô mấy con rồng này chứ gì. Rồi hiểu 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 hiểu. Cái gì vậy? Cái ghê trời. Kinh khủng thiệt á. Ôi nó mở rồi nè. À mình lấy xong nó mở cho mình. Màu đỏ trước, màu đỏ trước, màu đỏ, màu đỏ trước, màu đỏ, màu đỏ xong đó màu xám đúng không? Uầy. Rồi, một lá bùa. Màu đỏ xong tới màu xám. Màu xám ở đâu cái đã. Ui, chạy. Chạy. Ghê trời. Ui, giờ sao đây, đứng đây giờ sao. Nhìn như zombie ấy. Vui quá, đi chưa. Rồi, ra, 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 ra. Màu xám ở hướng nào giờ không biết nè. Đỏ, xám. Ui, quay nữa hả? À, mà xám bên kia. Xám ngay cái đường mình đi luôn, ghê chứ. Nhìn ghê, bạn ơi, nhìn như zombie, bạn ơi, nhìn ghê quá. Cố lên. Đứa gì lại đây không nữa. Ra thử coi. Đi rồi, nó đi rồi. Một cam tút bên kia lần kìa. Đây tút bên kia kìa. Nó phải không? Này đi theo phải gì các bạn ơi. Không 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 không. Này màu đỏ mà. Ủa màu cam đâu? Này màu đỏ màu cam, này đỏ mà. Ôi không ổn rồi các bạn ơi, đi lộn rồi. Cam ở đây nè, cam đây nè. Trốn lại đi, trốn lại đi, trốn lại đi. Từ từ. Còn sinh dương nữa. Sinh dương ở đâu ta? Đây, sinh dương ở đây nè. Từ từ nha, đừng có tham nha.
Rồi. Hình dương. Ủa. What? Đứng kế bên mình luôn các bạn. Nó bị trắng nhiễm rồi. Yeah. Rồi, lấy được chìa khóa màu đỏ. Ok. Bây giờ là đi về thôi. Đi về thôi bà con ơi. Ủa. Rồi đi về thôi, màu đỏ đâu. Đây rồi, màu đỏ đây các bạn. Ngon, mở cửa ra. Cho nắng sớm vào phòng. Vậy thôi. Chí vừa rớt. Về thôi. Giờ bây giờ là sợ lắm rồi. Thôi nào, đừng có nói là quay. Quay lại cái nhà nữa ha. Mình bị kẹt vô cái vòng lặp rồi các bạn ơi. Chắc chắn 100% là mình bị kẹt vô vòng lặp rồi. Trời ơi, lại quay cái nhà này nữa. Really? Ôi, khoan. Lần này lại có gì mới chòi nè. Cửa đóng rồi, cái chòi này có gì ở đây không? What? Lại đưa mình đi đâu vậy? Trời ơi, nó đưa mình đi đâu nữa rồi? Màu vàng, màu đỏ, màu xanh lá. Xanh lá trước coi. Xanh lá đi ra. Vậy là màu đỏ. Màu đỏ 3D coi. Đi ra luôn à. Vậy thì màu vàng. Màu vàng thử xem. Đây. Màu vàng chính xác nè. Sẽ đến màu gì đây? Màu vàng và xanh lá đi. Ok, vàng xanh lá. Màu đỏ. Ây da, sai rồi. Vàng trước, xanh lá. Vàng, xanh lá. Vàng. Ok, vàng xanh lá vàng. Đỏ. Vàng xanh lá vàng, đỏ. Vàng xanh lá vàng đỏ. Xanh lá. Vàng xanh lá vàng đỏ, xanh lá. Ok, được rồi nè. Wow, hên quá, được chìa khóa rồi. Chìa khóa này mở cái gì đây? Vàng xanh lá vàng đỏ mà chìa khóa này mở cái gì? Nó chặn đường rồi. À đây. Hay là cửa này ta? Để lại xem coi. Đây nè. Không phải. Vậy là cái nào? Ủa hả? Ui các bạn ơi. Mấy đồ ở đây nè, nó bị bỏ để tan hoang hết rồi. May 3, 1984. Wow. Đây là những cái con mà hồi nãy mình lượm nè các bạn. Bước ra đi. Đây là những con rồng hồi nãy mà mình lượm được nè. Ấy có tấm hình rồi nè. Bây giờ làm gì đây? Hả? Còn căn phòng kia. Trong đây mình thấy đồ nó tan hoang hết đó. Mở cửa này ra coi. Đây chính xác rồi các bạn ơi, chìa khóa này mở cửa nè. Ây da. Mỗi lần mở cái cửa này là mình thấy sợ rồi. Đây. Lại là cái này. Có mấy chai rượu. Ôi ôi. Là sao? À vậy hả? Ủa là sao ta? À là mình nói giống như mình nói lại với nhau cái gì? Vậy mình nói vậy nè. Chuẩn chưa? Không được. Cái này qua đây. Cái này qua đây. Rồi hiểu rồi. Dạ xuống đây nè. Đó, qua đây. Ok. Ủa. À đây, chính xác rồi nè. Sao kỳ ta? Từ cứ bình tĩnh. Rồi. Đây, ok, dễ mà. Chìa khóa vàng. Về nhà thôi. Cửa bị kẹt rồi. Có tiếng la rồi các bạn ơi, có tiếng gõ cửa rồi, giờ sao đây? Thôi. Làm ơn cho tôi ra đi. Thôi nha. Úi ôi. Ôi chạy. Mở cửa, lẹ lên. Hên quá, chạy rồi. Ui. Ghê quá các bạn ơi. Ghê quá. Uầy, sợ thiệt chứ. Rồi.
thoát rồi, đường này đường về nhà rồi. Trên đường mà gặp cảnh ây da, chị ấy đứng trước mặt chúng ta rồi kìa. Bây giờ làm sao đây chị gái ơi, em có làm gì đâu, em giúp chị mà. Chị ơi, chị là người tốt mà đúng không? Chị ơi, con của chị nè. Trời ơi, bé dễ thương ghê. Ôi, chị sáng rồi. Yes, yes. Tan biến rồi các bạn, chị đã tan biến rồi. Sau đó, đứa con gái của Nam và Thư được Minh nhận nuôi. Còn lão thầy biến mất không rõ tung tích. À, thấy thương quá ha. Thôi, khuya rồi, con đi về nhà ngoại. Hôm khác con lại ghé ăn nha. Bay đi về cẩn thận. Nào rảnh ghé bà, kể chuyện tiếp cho nghe. Dạ, thương ngoại con đi. Dạ, thương ngoại con đi. Đó, à, thì ra là mình kìa. Một thanh niên nhiều chuyện, ngồi ăn nãy giờ mà chưa chịu về. Ơi mà khoan, vậy là nãy giờ mình ngồi nghe ma kể chuyện ma hả trời?